Dạ, xin nghe. Thưa tất cả các anh các chị, thưa thầy, tôi là Phạm Như Vân, một người bạn rất quen biết ở Facebook, ở Messenger, ở Zalo và Viber. Năm nay tôi vừa 82 tuổi. Sinh năm Kỷ Mão, để phát triển và đến với tất cả mọi người ở đâu tôi cũng tìm được niềm vui, hạnh phúc và cũng mong sẽ đem đến niềm vui, hạnh phúc cho tất cả mọi người và cô thầy là ở đây với các anh các chị và cả các thầy. Quá tuyệt vời, cổ tay to lên chị. Em cũng xin cho tôi được nói thêm một lời, không có là có lỗi với người đã dẫn tôi đến đây. Hôm nay là lần thứ hai, lần trước được nghe từ tài đến tốt đến thầy Tô và hai tác phẩm, trong đó tôi quý nhất là Cổ Học Kinh Hoa. Thì hôm nay thì rất là sung sướng và đường xa từ Hoàng Hát Thắng mà đến tận Lý Thường Kiệt, thì đó là cái quyết tâm, cái ý chí, cái nghị lực và lòng tin của tôi bật đặt trên đến đây. Và các con đã theo thì năm gì còn năm, chúng con cũng xin thay mặt tất cả thay mặt tất cả những anh chị có mặt ở đây, thay mặt cho anh thầy, thay mặt cho anh em về mặt đạo Đức Quang, gửi lại cho hết một lời chúc sức khỏe và luôn tự tin xinh đẹp và đầy thì được như thế này để chúng con đã tấm gương để ta theo ạ. Dạ, thì nhắn gì còn năm, con biết là bác có muốn gieo quẻ hỏi có người yêu hay là sao vậy ạ? Dạ, bây giờ tôi cần người yêu đó và được tất cả mọi người quen biết hoặc chưa quen biết gặp ở trên Facebook, trên Messenger, họ đều yêu biết tôi. Dạ, đúng quá, tuyệt vời. Dạ, thế thì đầu năm như vậy, đầu năm không biết là có muốn chăn trở gì mà muốn lên đây để đặt câu hỏi đối với cái thủy của bà Duy nè. Dạ, thưa được mấy câu hỏi ạ? Dạ, một thôi. Rồi, một người kết tục cái dạ. Mình phải hương tâm thanh hoặc hành nhé. Dạ, thế bây giờ cái câu hỏi của tôi là làm thế nào, bằng cách nào để bản thân mình kéo dài được tuổi thọ? Và trong những ngày sắp đến đứng ở bên kia dốc cuộc đời, những ngày, những tháng, những năm, những giây, những phút, bằng những công việc của mình, những đóng góp của mình, có thể đem lại sức khỏe, niềm vui, lòng yêu đời, yêu cuộc sống và cùng với mọi người góp ích cho xã hội, cho tất cả mọi người. Wow. Dạ, thì là con cũng không dám nghĩ là con sống đến tuổi của bác luôn đó. Bây giờ tới tuổi này mà hỏi con là bộ bài này nhiều khi nữa phải lời có đây cấm cơ luôn đó chứ. Làm sao mà để sống được bằng tuổi bác thì bác có thể chia sẻ cái bí quyết làm sao mà mình luôn luôn yên đời và luôn luôn sống khỏe như thế này được không ạ? Dạ, thưa bố ạ. Dạ. Con xin rất là sẵn sàng để mà mình cảm thấy yêu đời, có sức sống, có năng lực. Thì trước tiên thì bản thân mình thì phải có quyết tâm, cái quyết tâm rèn luyện, quyết tâm tin vào bản thân mình. Và trước mắt thời gian gần đây tôi thay hình đổi dạng, nếu các bạn nhìn tôi ở Facebook, ở Messenger thì cách đây mấy tháng tôi là một bà già
hồi còn già luôn, nhưng mà bây giờ thì cái tâm đã thay đổi, cái da nó trắng, sức khỏe minh mạnh, trí tuệ minh ngoan, rất là vui vẻ mọi người, yêu đời, yêu cuộc sống, yêu tất cả mọi người. Và thì bí quyết của tôi, ơn trời mà cũng trả duyên, cái duyên tính tôi được làm quen với Văn Tồn MC. Tôi mới dùng công mấy hộp thuốc thôi, bây giờ tôi khỏe như bảo như bách bệnh tiêu trừ, thì còn có một bệnh nữa là làm sao mà mình có thể viết được nhiều thơ, viết được nhiều văn. Thì tôi là hội viên hội nhà văn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002, nhưng mà cái tôi khát khao nhất là làm sao trên cái con đường cái đội nhóm của tôi đang tham gia, tôi là lính của chị Quỳnh Thủy, tôi có thể cùng với đội nhóm của tôi đều có mặt ở đây hôm nay và ngày mai trở về với văn phòng với cái công việc của mình. Tôi có thể bằng sự thay đổi bản thân mà có thể thuyết phục mọi người, người ta tin vào tôi, người ta dùng thuốc để người ta khỏe hơn, chữa bệnh cho mọi người, nhất là những người nghèo, vì mục đích nhân ái chứ không phải tham gia đó để mà kiếm tiền để làm giàu như nhiều cái công ty khác. Đây là cái khát khao của tôi. Wow, con khẳng định luôn là tuy bác có một thân hình hơi nhỏ thế nhưng trái tim không ai lớn bằng. Con khẳng định luôn trái tim của bác quá là lớn, hèn thao sóng thọ để về con và bác trước. Con trước bác là trái tim con lớn càng để thọ mình như bác, đúng không ạ? Cái gì muốn có sóng thọ mà thì sao ạ? Cho đi nhiều hơn, vỗ tay lên quý vị. Dạ, thì con sẽ cho thầy giúp cho bạn ở cái bộ này, bộ này khó, ca này con không nhận được đó. Mời mời bác rút ba lá. Bác suy nghĩ thật kỹ nha. Bác suy nghĩ thật kỹ nha, cho thật tập trung vào đúng cái câu hỏi là làm thế nào để sống thọ. Bác tập trung, bác rút cho con ba lá. Tập trung tiếp sau tập trung vào câu hỏi làm sao con có thể sống thọ hơn nữa để giúp đời, làm sao con có thể sống thọ hơn nữa để giúp đời. Tập trung sau làm sao con có thể sống thọ hơn nữa để giúp đời, làm sao con có thể sống thọ hơn để giúp đời. Dạ rồi, dạ con rút ra đấy. Rồi. Bác rút được con 6 rô, 16 tơ và 6 nhét, 6 chuồng. Các bạn có thể vô đây này, các bạn bấm lên, nó cũng tạo ra cái thuật toán các bạn lập trình ở đây chưa chuẩn lắm. Đây ví dụ này, 06 rô là con B, 6B à? Ủa, sao không ra? Mười sáu cơ là con A. Em bị liên hoan. 16 thì ra thì nó nằm đây, đây. Bác giúp con mình là bốn con trò đào tạo. Hà bác giúp được một lá bốn con trò tạo này. Làm thế nào để sống thọ? Tức là bác phải đi học cách sống thọ. Bốn con trò đào tạo tức là bác phải đi học cách sống thọ. Và bác cứ để tự nhiên thì nó sống thọ như cũ. Và bây giờ bác muốn sống thọ hơn, thế là phải tìm thầy giỏi hơn, không có cách khác. Rồi, con số 6 rô là con sáng tạo. Các bạn xem con 6 rô nhé. 6 rô là con 6B.
đấy, sáng tạo. Đấy, liên quan đến con sáng tạo, tức là bác học về thì phải bác phải có cái sự chọn lựa sản xuất cho riêng mình. Tại vì cái người thầy dạy, họ sẽ dạy cho nhiều học trò. Vậy bác phải chọn lọc cái tốt nhất cho mình. Tức là các bạn, bác phải tư duy xem bài học này áp dụng cho mình là gì. Vì có thể cái người đó họ dạy cho đại đại chúng, mà lớp học của họ mấy chục người nè, những thầy dạy về sức khỏe bên ngoài rất nhiều, đặc biệt một số thầy dạy về nội công, khí công, hoặc là ăn uống đúng cách, tất cả những thứ. Và cái cuối cùng là bác có một cái lá rất là, đó là bác có con 6C chuồng nhét. Nhét là gì? Nhét là C, nhét là C 6, lấy con C đi. Nó ra con A này. Đây, đấy. Tức là nó bảo bác phải mua con điện thoại xin về bác chịu nguyện nó thật đó. Bác giúp ba con mà ra một cái con nghiện, tức là phải học và phải lựa một phương án tối ưu cho mình và phải tập nó thành thói quen. Nghiện tức là biến nó thành thói quen mỗi ngày. Dạ, nhưng mà bác nghiện cái này là nó bị lệ thuộc rồi, còn bác đặt câu hỏi là về sức khỏe thôi. Dạ, thì mình phải suy nó theo sức khỏe. Nghiện là một thói quen duy trì đều đặn. Vậy nếu một ngày bác lên Facebook 2 tiếng thì bác đi học sức khỏe về thì bác tập luyện 2 tiếng đều đặn thì nó gọi là nghiện. Được không bác? Dạ, bác cho con thì bác bớt hại. Rồi đấy, có phải là bác giúp được ba lá như vậy? Dạ. Mình vẫn giữ đây cho các bạn xem. Bộ bài này đấy của ai? Dạ. Rất là cảm ơn thầy. Dạ. Vậy là chốt lại, bác phải đi học. Dạ. Tìm thầy giỏi về sức khỏe để mà học. Dạ. Sau đó bác phải chọn ra phương án tối ưu cho mình sáng tạo. Và cái cuối cùng bác phải tập nó biến thành thói quen của chính mình. Thưa thầy, thầy xin phép tôi bổ sung là đến đây để tìm thầy giỏi mà giỏi, nhưng mà không phải tìm thầy giỏi về sức khỏe mà tìm thầy giỏi về tư duy sáng tạo. Dạ, cảm ơn thầy. Thế thì bác cứ đến đây thật như hôm là được. Dạ. Được, bác ở đây có rất nhiều anh em sẵn sàng hỗ trợ bác. Dạ. Dạ. Bác đi học lớp trên tuyến 2 ngày chưa? Dạ thưa thầy, chưa đi lần đầu là nghe thầy giảng về cổ học tinh hoa hết. Những cái chuyện mà thầy rút ra kể lại và thầy phân tích ra được rất nhiều bài học. Bài học đó đã tư duy là sáng tạo. Và cái đó thì làm cho cái tinh thần nó phấn chấn. Và đấy là cái bài học để rèn luyện sức khỏe. Và dạ. Vậy thì ngày 29 sắp tới các tham dự nhé. Dạ, thưa quân thầy vâng. Dạ, các bạn này, mấy bạn áo vàng ban tổ chức này, bác là được đặt cách miễn phí từ A đến Z. Dạ, những người lớn tuổi là miễn phí. Dạ, bác cứ 80 trở lên là miễn phí. Dạ, 100 trở lên là được tặng thêm một lần học phí nữa. Học trò này sẽ cố gắng sống lên trên 100 tuổi để được miễn phí lần thứ hai. Dạ, dạ, cảm ơn bác. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Dạ, còn bác dạ. Con thì xin giúp ôm á. Dạ, rất là tuyệt vời ạ. Các bạn trẻ phải lấy đây là một tấm gương để mình học hỏi nha. Rồi, cho nó một vòng tay lớn đi.